Chào mừng quý vị trở lại với kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Mình xin kính chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Tham quan nước Mỹ Channel, bạn đừng quên nhấn nút like cũng như là nút đăng ký kênh, là cái nút màu đỏ ở phía dưới, để mỗi khi mình ra video mới, bạn là người đầu tiên nhận được những cái thông tin mới nhất nhé. Để cập nhật thông tin về những chuyến bay đi về Việt Nam trong thời gian sắp tới, thì có một số thắc mắc của tất cả quý vị ở khắp nơi gọi về để mà hỏi. Thì trong cái những cái câu hỏi của quý vị, cái câu mà thường em nhận được nhất đó là về cái giá vé máy bay hiện tại bây giờ là giá bao nhiêu để đi về Việt Nam, cũng như là những cái thủ tục đi về Việt Nam bây giờ là có làm những cái thủ tục gì hay không. Thì kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ đi về Việt Nam rất là dễ dàng, chúng ta không cần làm bất cứ một cái thủ tục nào nữa, chỉ cần mua vé máy bay ra sân bay check in và đi thôi, không cần phải lo bất cứ một thủ tục nào nữa nha quý vị. Không cần phải test Covid cũng như là không cần phải khai báo y tế, nhưng mà quý vị nhớ là phải mang khẩu trang. Quý vị nhất quyết ai đó chuẩn bị đi Việt Nam phải mua một bịch khẩu trang để sẵn trong cái carry on của mình đó, để mà mang dài đi về tới Việt Nam và từ Việt Nam đi qua Mỹ là bắt buộc phải mang khẩu trang. Khi mà chúng ta lên máy bay ngồi hoặc là chúng ta vô sân bay là phải đeo khẩu trang hết nha quý vị, không có được bỏ khẩu trang ra, đó là quy định. Mình mà không có khẩu trang là người ta không cho lên máy bay đó, cho nên quý vị hãy cẩn thận nha. Thì hiện tại bây giờ bên em có những giá vé máy bay rất là rẻ để mà hỗ trợ tất cả quý vị đi về Việt Nam trong thời gian sắp tới. Nếu quý vị nào có nhu cầu tìm vé máy bay giá rẻ nhất, hãy liên hệ bên em để được sự hỗ trợ tốt nhất cho quý vị có những cái giá vé máy bay rẻ và tiết kiệm được rất là nhiều tiền khi quý vị đi về Việt Nam trong thời gian sắp tới. Và sau đây em xin giới thiệu sơ qua về cái dịch vụ bên em là chuyên nhận làm các dịch vụ lãnh sự cho công dân Việt Nam, như là đổi hộ chiếu Việt Nam còn hạn hoặc đã hết hạn, cấp mới hộ chiếu Việt Nam trong trường hợp hộ chiếu của khách bị mất hoặc hư hỏng, xin cấp hộ chiếu Việt Nam cho các khách sang Mỹ từ lâu mà chưa bao giờ có hộ chiếu trước đây, cấp hộ chiếu Việt Nam cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có ba hoặc mẹ mang hộ chiếu Việt Nam, visa 5 năm miễn thị thực, visa cho khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, các giấy tờ ủy quyền, tài sản mua bán nhà đất, từ chối di sản thừa kế, các loại ủy quyền khác, gia hạn thẻ xanh 10 năm, dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế. Em xin giải thích, nếu quý vị có cái bằng lái xe ở Mỹ thì em sẽ làm cho quý vị có cái bằng lái xe quốc tế để khi về Việt Nam quý vị lái xe ở Việt Nam được. Và cái bằng lái xe quốc tế này nó có giá trị là 10 năm, thì quý vị lái được xe 2 bánh và 4 bánh luôn nha quý vị, rất tiện lợi cho chúng ta đi về Việt Nam lái xe. Xin bằng lái quốc tế cho du khách lái xe tại Mỹ. Nếu quý vị nào mà có nhu cầu làm bằng lái xe quốc tế để về Việt Nam lái xe 2 bánh 4 bánh thì hãy vui lòng liên hệ em ở cái số điện thoại là 714-244-8834. Em xin nhắc lại số điện thoại 714-244-8834. Vui lòng hãy kết nối bằng Viber hoặc là Zalo để thuận tiện trong cái vấn đề hỗ trợ quý khách mọi lúc mọi nơi. Nhiều dịch vụ lãnh sự khác như là phiếu lý lịch tư pháp, giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam, dịch vụ chuyên làm hồ sơ về di trú Mỹ, chuyên làm hồ sơ về bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư, hỗ trợ những ai thu nhập thấp cần người cô sai để hoàn thành hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư. Hiện tại bây giờ bên em đã mở văn phòng tại Sài Gòn. Bên em có tổ chức những cái tour du lịch từ Việt Nam sang Mỹ, tổ chức tour du lịch từ Việt Nam sang Canada, tour du lịch từ Việt Nam đi Hàn, Nhật, Singapore, Thái Lan và các nước. Có dịch vụ xe đón tại sân bay Tân Sơn Nhất giá rẻ, cho thuê căn hộ cao cấp tại quận 7 Sài Gòn. Quý vị thân mến, thì trong thời gian vừa qua rất là nhiều quý vị nào cũng rất là quan tâm về những cái chuyến bay đi về Việt Nam, là ai cũng rất là quan tâm bởi vì ai cũng có một cái gia đình và mọi người ai cũng muốn tiết kiệm tiền để đi về Việt Nam, cái giá nó rẻ nhất để chúng ta tiết kiệm được nhiều tiền cho gia đình. Cũng như là thí dụ trong gia đình nhiều người đi thì chúng ta tiết kiệm mỗi người một ít thì nó đỡ chi phí cho mình rất là nhiều.
À, còn nếu mà quý vị đi mà những cái giá vé nó cao thì chúng ta phải chi trả thêm nhiều tiền nữa. Cho nên quý vị hãy cố gắng chuẩn bị cho mình những cái vé máy bay giá tốt nhất để mà đi về Việt Nam trong thời gian sắp tới nha quý vị. Thì bên em luôn luôn tìm những cái vé máy bay giá rẻ nhất để cung cấp cho khách hàng. Nếu quý vị có nhu cầu tìm vé máy bay giá rẻ thì hãy liên hệ bên em để được hỗ trợ tốt nhất. Và đồng thời bên em cũng làm những cái dịch vụ về visa hộ chiếu và nhận chuyển tiền hai chiều từ Mỹ từ Việt Mỹ về Việt Nam và từ Việt Nam qua Mỹ, cũng như là tất cả những dịch vụ về di trú. Nếu quý vị có nhu cầu thì hãy liên hệ ở cái số điện thoại là 714 244 8834. Em xin nhắc lại số điện thoại 714 244 8834. Vui lòng mày kết nối bằng Viber hoặc là Zalo. Em tên là Thúy Hằng. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị ở 50 tiểu bang của nước Mỹ và tất cả quý vị trên toàn thế giới đã theo dõi kênh Tham quan nước Mỹ Channel trong suốt thời gian qua. Kính chúc cho quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thật là thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!